Bánh canh phồng tôm, cả nhà mình đã thử món này chưa? Bữa giờ cái món này hot còn gần trên mạng luôn á. Thường là bánh phồng tôm là chỉ mang đem đi chiên thôi hoặc là ăn kèm với gỏi, mà bây giờ có thể làm được cái món này nữa. Đầu tiên thì mình sẽ ngâm bánh phồng tôm khoảng nửa tiếng. Bữa nay là trong tủ lạnh của mình á, còn cái gì thì mình sẽ nấu cái đó nha. Trứng cút là còn 15 trứng nè, mình sẽ đem đi luộc. Còn tôm này là nhà của mình nuôi luôn á. Hồi sáng là ông xã của mình á đổ lú nè, đựng ký tôm, tôi mang nó bánh canh hết luôn. Nấu nhiều nước nó gan ngọt á, với lại ăn cho nó đã nữa. Nhìn con tôm tươi nhà nuôi đúng ngon luôn hay mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ cho dầu điều với tỏi phi cho thơm nè. Cho đầu tôm vô nấu cho nước nó gan ngọt. Cho nước vô nấu đến khi nào nó sôi lên á thì mình sẽ vớt hết cái đầu tôm ra. Chợ của mình á thì không có bán nấm gơm, mình cho củ cải đỏ nè với nấm này vô để cho có nước sốt của mình được ngọt á. Xong rồi là cho hết 1 ký tôm vô luôn. Bánh phồng tôm á là ngâm nửa tiếng nó còn hơi cứng á là mình cho vô nấu cùng luôn. Các bạn nêm nếm gia vị này, các bạn nêm một tí muối, tí đường, tí bột ngọt, tại vì là bánh phồng tôm nó có gia vị sẵn rồi, đừng có nêm nhiều quá nha. Và cuối cùng là mình phải 3 muỗng canh bột năng mình cho vô nồi bánh canh luôn. Trong thời gian đợi bánh canh phồng tôm nấu chín là tin đi ra đóng đơn cho khách nha. Sẵn tiện phe với mọi người, hôm nay chờ 120 đơn. Khách của em á mua nước hoa xong rồi á là quay lại khen quá trời luôn á. Có chị thì nói là giặt đồ xong rồi vẫn còn thơm luôn á. Tinh dầu nước hoa Pháp LD Bánh Minh có 36 mùi cả nam và nữ. Lưu hương thơm trên da là 24 tiếng đồng hồ. Còn lưu hương thơm trên vải, trên quần áo á, thơm đến 2-3 ngày luôn. Thậm chí là các chị giặt đồ xong rồi vẫn còn thơm đó nha. Mùi hương nào cũng có. Chị nào thích gu ngọt ngào sexy quyến rũ có luôn cho em. Còn chị nào thích kiểu mùi thanh mát cá tính dịu nhẹ có luôn. Các anh chị mình có tham khảo nước hoa vào trong chỗ hàng của em có nha. Rồi bây giờ quay lại bánh canh phồng tôm với em nha. Mình ăn thì cũng phải cần trang trí cho đẹp, cho chút tiêu chút hành nè. Rồi bây giờ mà tất cả mọi người ăn bánh canh phồng tôm với gia đình của em nha. Bánh phồng tôm á thì ăn vừa dẻo mà vừa dai, nói chung là cái món này ăn quá trời dính rồi. Bữa nào mọi người rảnh á thì hãy thử nấu cho gia đình của mình ăn nha.